Ok, chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh YouTube của chúng mình. Ở trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta kiếm tiền online với TikTok. Cụ thể là chúng ta sẽ kiếm tiền với tiếp thị liên kết ở trên nền tảng TikTok các bạn ha. Như các bạn cũng đã biết thì với TikTok Shop, một cái nền tảng kiếm tiền ở trên TikTok thì chúng ta có thể kiếm tiền bằng hai cách. Cách một là các bạn chúng ta sẽ trở thành những cái người bán hàng ở trên nền tảng TikTok này. Chúng ta sẽ là cái người sản xuất, người vận chuyển, người đóng gói và cũng như là người mang cái sản phẩm đó đến cho khách hàng của chúng ta và chúng ta thu về được là cái số tiền tương ứng với cái sản phẩm. Và cách thứ hai, chúng ta sẽ không cần phải làm những việc trên, không cần phải đóng hàng, gói hàng hay là vận chuyển nó đến với khách hàng chúng ta mà chúng ta vẫn có thể là kiếm được tiền với TikTok, đó chính là tiếp thị liên kết. Như các bạn thấy ở trên màn hình thì đây chính là một cái tài khoản TikTok có tên là The Book Bazaar ha. Thì đây là phần TikTok Shop của họ. Các bạn thấy là họ đang gắn các sản phẩm là những cái quyển sách ở trên này, rất là nhiều sách ở trên này ha, với những cái giá cả khác nhau và những cái khuyến mãi hiện tại đang có, ví dụ như free ship hay là giảm 23.000 hay là 30.000. Và khi mà một sản phẩm ở trên này người xem họ nhấp vào họ mua hàng á, thì cái đơn vị bán sách này á, thì họ sẽ thay mặt chúng ta, họ sẽ vận chuyển rồi là đóng gói, thu tiền khách hàng. Còn chúng ta thì sẽ được cái tiền chiết khấu ở trên mỗi cái sản phẩm mà chúng ta bán được ha. Thì đó gọi là tiếp thị liên kết với nền tảng TikTok. Tuy nhiên thì có một cái rào cản ở đây, đó chính là để mà chúng ta gắn được TikTok Shop này á, thì với cái quy định của TikTok á, thì chúng ta sẽ cần phải có đủ 1.000 follower. Và một cái rào cản thứ hai nữa là các bạn chúng ta cứ nghĩ là chúng ta phải cần có kỹ năng làm video thì chúng ta mới có thể bán được hàng. Thì ở trong nội dung của video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể là gắn được TikTok Shop ở trên tài khoản mới chưa có bất kỳ một follower nào ha. Và cái thứ hai nữa là cách mà chúng ta có thể là tạo ra những video rất là đơn giản, không cần chuyên nghiệp mà vẫn có thể là tạo chuyển đổi bán được hàng với TikTok Shop các bạn ha. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu các bạn nha. Rồi, với những tài khoản TikTok mà chúng ta có trên 1.000 follower ha, thì các bạn chúng ta sẽ làm theo cách này của mình để chúng ta mở TikTok Shop. Còn những bạn nào mà chúng ta chưa có đủ 1.000 follower thì chúng ta sẽ làm ở phần sau ha. Rồi, ở trên này cái phần dấu ba gạch ở trên này các bạn sẽ chọn vào cho mình ha. Các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là công cụ dành cho nhà sáng tạo này. Rồi, trong phần này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái mục là TikTok Shop dành cho các nhà sáng tạo và TikTok Shop dành cho người bán. Thì các bạn chúng ta sẽ tạo cho mình cái mục là TikTok Shop cho các nhà sáng tạo nha, với cái logo là cái giỏ sách. Các bạn chọn mục cho phép hoặc để sau đều được nha. Rồi, các bạn chọn ủy quyền. Ok, ở đây các bạn thấy là đã có hơn 1 triệu nhà sáng tạo, chúng ta đã kiếm được tiền hoa hồng thông qua TikTok Shop nha. Và có trên 230.000 người bán ở trên TikTok Shop mà bạn có thể hợp tác. Đó, rất là nhiều người đã làm kiếm tiền với TikTok Shop rồi. Thì trong phần này các bạn có thể là chọn vào cái phần là chọn thêm sản phẩm ha. Chọn thêm sản phẩm hoặc là sàn sản phẩm này. Các bạn chọn vào đây. Trong này thì các bạn chúng ta sẽ chọn cái loại sản phẩm mà chúng ta phù hợp với kênh, nội dung mà chúng ta đang xây nha. Các bạn thấy là có cả giày dép, rồi sách, rồi quần áo, có thể để bán được ở trên TikTok Shop nha. Với một sản phẩm như thế này thì chúng ta sẽ được công bố về cái giá bán và cũng như là cái số tiền hoa hồng mà chúng ta có thể kiếm được. Ví dụ như là với cái bộ đồ này thì bán với giá là 179.000 và kiếm được là 25.000 đồng ha. Tương tự như vậy với cái mũ này chúng ta sẽ kiếm được là 10.000 với một cái mũ chúng ta bán được. Đây, ví dụ như mình muốn thêm cái bộ đồ này vào đi, thì mình sẽ chọn phần Add to Stock này. Đến bước tạo nội dung thì các bạn chọn để sau cũng được. Mình sẽ thêm những cái sản phẩm khác vào. Đây, ví dụ như là mình bán bộ đồ này mà thấy khá là đẹp thì mình sẽ bán vào đây. Thì trước khi mà chúng ta muốn chọn sản phẩm, các bạn có thể chọn nhấp vào. Chúng ta xem thử là cái sản phẩm này đã bán được bao nhiêu cho khách hàng ha. Ví dụ như cái này thì chúng ta thấy là có 1.600 lượt đánh giá khách hàng này. Và cái điểm số là 4.6 trên 5 sao ha. Thì chúng ta thấy đây là đều là những cái đánh giá mà của những người họ đã mua rồi thì họ mới đánh giá được nha. Đây là những sản phẩm uy tín thì chúng ta có thể là yên tâm mà chúng ta add vào để chúng ta kinh doanh, làm tiếp thị liên kết cho họ các bạn nhé. Mình sẽ chọn thêm vào đây.
Rồi. Vậy là mình đã thêm hai sản phẩm ha. Ok, thì có rất là nhiều các sản phẩm trên này nha. Từ mặt hàng điện thoại nè, chăm sóc sắc đẹp nè, rồi trang phục cá nhân, đồ gia dụng, máy tính, thiết bị văn phòng. Ở những bạn nào chúng ta thích làm về bàn phím, rồi các thiết bị điện tử thì chúng ta chọn ở đây. Đồ dùng nhà bếp nè. Thì những sản phẩm này á, các bạn thấy là cái mức hoa hồng nó sẽ khác nhau ha, khác nhau tùy sản phẩm. Ok, thì sau khi mà chúng ta thêm sản phẩm vào rồi thì các bạn thấy là ở trong cái mục là TikTok Shop này ha, thì đã thể hiện hiển thị được các cái sản phẩm mà mình vừa add vào. Để mà chúng ta có thể là add những sản phẩm này vào và làm tiếp thị liên kết với nó thì TikTok yêu cầu là chúng ta sẽ cần phải có 1.000 follower trở lên nha. Vậy thì những bạn mà chúng ta mới lập nick và chưa có quá nhiều follow thì chúng ta có làm tiếp thị liên kết được hay không? Câu trả lời là có các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ dùng một nick TikTok mới và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta mở tiếp thị liên kết với TikTok Shop. Rồi, thì đây là một cái tài khoản TikTok khác của mình ha, với chỉ có một follower này. Thì bước đầu tiên các bạn chúng ta sẽ cần phải vào trong App Store. Các bạn sẽ tải cho mình cái ứng dụng là TikTok Seller ha. Đây là cái ứng dụng để chúng ta quản lý cửa hàng TikTok Shop, các cái đơn hàng bán hàng của chúng ta ở trên TikTok ha. Rồi, các bạn chúng ta sẽ cần phải tải về và tạo một cái tài khoản với TikTok Seller nhé. Cái tài khoản này thì nó sẽ không liên quan gì với cái tài khoản TikTok của các bạn cả. Chúng ta sẽ không cần phải có tài khoản TikTok để mà mở tài khoản TikTok Seller ha. Hai tài khoản này nó sẽ riêng biệt nhau. Đó, cho nên là khi mà chúng ta đăng ký tài khoản ở trên TikTok Seller thì sẽ có hai hình thức đăng ký, đó chính là đăng ký bằng TikTok Shop và chúng ta sẽ đăng ký bằng số điện thoại. Ở đây thì mình khuyến khích là các bạn chúng ta nên đăng ký bằng số điện thoại. Và số điện thoại này thì mình khuyến khích là chúng ta nên sử dụng cái số điện thoại hoàn toàn mới nha, nó tách biệt hoàn toàn với cái số điện thoại mà chúng ta đã dùng để đăng ký TikTok các bạn nhé, không liên quan gì hết là tốt nhất. Rồi, ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái số bất kỳ nha, số của mình. Rồi, chọn xác nhận nè. Rồi, bước này các bạn chúng ta sẽ tạo mật khẩu cho tài khoản nhé. Ở trong cái phần loại hình kinh doanh này á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn cho mình cái loại là doanh nghiệp do cá nhân sở hữu nha. Khi mà chúng ta chọn như vậy thì chúng ta chỉ cần sử dụng giấy tờ căn cước công dân chúng ta để xác minh thôi, không cần phải nộp mã số thuế hay là gì hết. Rồi, bạn chọn gửi cho mình. Tiếp theo đặt tên cửa hàng này, mình sẽ đặt là TNT Channel. Rồi, và xác minh thông tin cá nhân thì các bạn chúng ta sẽ tải cho mình lên cái tệp hình ảnh mặt trước mặt sau của thẻ căn cước nha. Rồi, ở đây thì mình sẽ chọn dấu cộng này để mình tải ảnh lên. Ok, sau khi mà tải giấy tờ lên thành công thì các bạn chúng ta sẽ kiểm tra cho mình các thông tin ở đây nha. Nếu đúng thông tin rồi thì các bạn chúng ta sẽ chọn cho mình một gửi. Đó. Rồi, và mình chọn xác nhận này. Rồi. Như vậy là chúng ta đã gửi tài liệu thành công. Thì cái tài liệu này nó sẽ cần có thời gian xem xét, xét duyệt từ TikTok ha, nó sẽ cần khoảng từ 24, trong vòng 24 đến 48 giờ thì các bạn chúng ta sẽ được duyệt thành công các bạn nhé. Rồi, sau khi mà chúng ta tải TikTok Seller về thì đây là cái giao diện của cái phần mềm này các bạn ha. Trên này thì chúng ta sẽ kiểm tra được số đơn hàng mà chúng ta đã bán nè, cũng như là chúng ta có thể dễ dàng thêm các cái sản phẩm, cũng như là thêm các cái video vào trình quản lý này để chúng ta bán hàng dễ dàng hơn ha. Đặc biệt là trong cái phần cài đặt này, bây giờ các bạn sẽ vào cho mình phần cài đặt. Đó, thì trong này á, là cái phần rất là nhiều thông tin chúng ta có thể khai báo ở trong này. Ở trong phần cài đặt này thì các bạn để cho mình về mục là tài khoản TikTok được liên kết ha. Trong này thì sẽ có hai loại tài khoản là tài khoản chính thức và tài khoản tiếp thị. Các bạn chúng ta chọn cái nào cũng được. Nếu tài khoản tiếp thị á, thì chúng ta sẽ cần phải chờ cho nó được duyệt cái tài khoản seller thì chúng ta mới được tham gia liên kết tài khoản ha. Thì các bạn chúng ta muốn liên kết liền thì chúng ta sẽ chọn cho mình một là tài khoản chính thức. Rồi, trong này thì các bạn chúng ta chọn một là liên kết tài khoản chính thức này. Đó, rồi các bạn chọn ủy quyền ha. Rồi, các bạn chọn một tôi đã đọc và liên kết tài khoản chính thức. Nào, bước tiếp theo thì các bạn chúng ta sẽ quay về lại cái tài khoản TikTok cho mình nhé. Rồi, ở đây các bạn sẽ chọn phần hộp thư này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái thông báo là tài khoản của bạn ha đã được liên kết với TMT Channel này.
Và trong này chúng ta sẽ có thể tham gia kiếm tiền với TikTok các bạn nhé. Ở đây á, các bạn sẽ vào lại trang chủ này, các bạn sẽ thấy là có phần là TikTok Shop ha. Sau khi liên kết xong là chúng ta đã được hiển thị cái mục là TikTok Shop và bắt đầu là đi gắn sản phẩm thiết bị liên kết các bạn ha. Rồi, bây giờ thì bắt đầu để mà lôi sản phẩm về ha, các bạn sẽ chọn cho mình vào mục là TikTok Shop này. Đó. Các bạn thấy là tài khoản của mình là không cần phải có quá nhiều follower nhưng mà vẫn có thể là tạo được TikTok Shop ha. Tương tự như là lúc đầu thì chúng ta sẽ chọn loại sản phẩm chúng ta add vào ha. Đây, các bạn sẽ chọn cho mình một là sàn sản phẩm này. Trong này thì đó, cũng như ban đầu thì chúng ta sẽ có rất là nhiều các cái danh mục. Đó. Ví dụ như mà sẽ add về các quyển sách này, add to showcase này. Rồi. Thì cái bước này là bước rất quan trọng này, các bạn chúng ta sẽ tạo cho mình một cái tài khoản để nhận hoa hồng trước. Thì rất là nhiều bạn thắc mắc là tại sao các bạn làm tiếp thị liên kết đã có tiền hoa hồng rồi nhưng mà các bạn không rút được tiền. Đó là bởi vì cái bước này các bạn chúng ta thiết lập bị sai ha. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Ở đây thì họ có nhắn rất là kỹ này, là chúng ta hãy đảm bảo họ tên của bạn trùng khớp với họ tên ở trên tài khoản của người thụ hưởng trên thẻ ngân hàng ha. Nếu không thì bạn sẽ không rút được tiền hoa hồng. Và chúng ta sẽ không thể đổi tên sau khi mà chúng ta đã gửi. Rồi ok, ở đây thì các bạn chúng ta sẽ nhập cho mình in hoa có dấu nha. Ví dụ như mình tên là Toàn nè. Rồi, họ là Trương Minh. Ok. Các bạn chọn nút gửi cho mình nhé. Và chọn phần gửi. Rồi, như vậy chúng ta tạo thành công. Bây giờ thì chúng ta chọn lại vào phần thêm sản phẩm nè. Rồi. Mình thêm quyển sách nè. Đây, máy đánh trứng này. Các bạn chúng ta add vào mà chúng ta không muốn nó xuất hiện nữa thì chúng ta cũng có thể gỡ ra bất kỳ lúc nào nha. Đây, mình sẽ thêm một vài cái ví dụ cho các bạn. Rồi, quạt điều hòa phun sương nè, 189.000 nè. Đó, mấy đồ gia dụng này khá là dễ bán. Nồi chiên không dầu nè, nồi điện thông minh nè. Rồi, các bạn cũng có thể là chọn nhận sản phẩm mẫu miễn phí ha. Đó, sản phẩm mẫu miễn phí. Các bạn sẽ chọn yêu cầu ha. Tuy nhiên thì nhãn hàng họ sẽ chọn lựa ra để mà họ sẽ chọn những khách hàng nào có lượng follow lớn thì họ mới gửi sản phẩm miễn phí các bạn nhé. Còn chúng ta mới có một tài khoản TikTok mà chưa có follow nhiều thì chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể được nhận những sản phẩm miễn phí này. Thì sau khi chúng ta thêm vào, các bạn sẽ chờ khoảng đâu đó là 5-10 phút để hệ thống họ sẽ cập nhật cái sản phẩm vào trong tài khoản TikTok Shop của chúng ta các bạn ha. Rồi, đây là các cái sản phẩm mà mình đã vừa add vào trong cửa hàng ha. Các bạn sẽ tiếp tục chọn cho mình mục là tạo video nè. Đó, chọn thử ngay nè. Ví dụ mình tạo với cái video là sản phẩm này, tai nghe đi. Chọn tiếp. Rồi. Với một sản phẩm như vậy thì các bạn chúng ta sẽ được mô tả sản phẩm với 100 ký tự các bạn ha. Rồi, ví dụ như vậy. Rồi các bạn chọn đặc điểm bán hàng này. Rồi chọn phần tạo video. Đó, các bạn thấy nè, ở trong TikTok thì nó đã có sẵn cho mình những cái hình ảnh, những cái đoạn video của sản phẩm mẫu rồi. Cách thứ nhất là các bạn chúng ta sẽ chọn vào đây để chúng ta đăng ở trên TikTok nha. Đây, ví dụ như mình sẽ đăng cái video này đi. Nó sẽ có một số hình ảnh liên quan. Rồi, đăng trên TikTok nè. Rồi, chọn thêm cho mình. Rồi, các bạn có thể là chỉnh sửa thêm hình âm thanh này hoặc là thêm hình ảnh, thêm chữ vào, tùy các bạn nha. Rồi, ok. Đây là cái sản phẩm mà mình vừa tải video lên. Đó, các bạn thấy là trên kênh mình có một video rồi nè. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm video thứ hai nha. Video thứ hai nó cũng khá đơn giản. Một cái dạng video theo kiểu là duet. Rồi. Ở trong cái phần TikTok Shop này các bạn sẽ kéo xuống cho mình có cái phần là cảm hứng tạo video đây. Đó, các bạn chọn vào cho mình. Trong này thì nó sẽ có rất là nhiều video hàng triệu view nha. Video của người khác họ đã làm ra và tiếp cận hàng triệu lượt xem. Thì chúng ta có thể là lấy những cái video này không pre-up các bạn nhé. Chúng ta sẽ duet lại
chúng ta reaction cảm xúc lại của chúng ta khi mà chúng ta xem những video này ha. Đây ví dụ như mình thấy một cái video là đồ gia dụng về kệ giày dép đa năng. Ở video này thì có 1,2 triệu view nè. Rồi, thì để duet lại các bạn sẽ chọn vào phần video cho mình. Rồi chọn phần chia sẻ cho mình nha. Rồi các bạn chọn cho mình phần là duet nè. Ở đây là một vài cái hiệu ứng, chúng ta có thể tắt hiệu ứng này đi. Rồi ok. Các bạn có thể chọn về cấu trúc nè. Đây. Ok, các bạn có thể chọn các cấu trúc khác nhau để chúng ta reaction lại ha. Thì duet tức là một hình thức mà chúng ta sẽ xem video của họ và chúng ta chia sẻ lại cái cảm xúc của chúng ta khi mà chúng ta xem các video của các nhà sáng tạo khác các bạn ha. Ok, mình sẽ chọn phần quay. Rồi ok. Các bạn chọn tiếp cho mình. Rồi, ở đây chúng ta sẽ điền mô tả ha. Mô tả sản phẩm này. Giày dép đa năng. Rồi. Vị trí thì mình sẽ chọn là vị trí Hồ Chí Minh chẳng hạn. Thêm liên kết sản phẩm. Thì các bạn chúng ta sẽ thêm các cái sản phẩm mà chúng ta đã có ở trong cửa hàng của chúng ta nha. Đây mình trong cửa hàng mình đã thêm các cái kệ giày đa năng này. Thì mình sẽ chọn phần thêm. Nó sẽ tự động nó thêm các cái đường link tiếp thị liên kết vào kệ giày đa năng. Rồi ok. Rồi các bạn có thể kết thêm một vài sản phẩm khác nữa các bạn nhé. Đây mình thêm sản phẩm thứ ba đi. Rồi 4 tầng. Chọn phần thêm. Như vậy là mình thêm hai sản phẩm các bạn ha. Rồi ai có thể xem cái bài đăng này, các bạn có thể chọn là chỉ mình tôi hoặc là mọi người. Ví dụ ở đây mình sẽ chọn chỉ mình tôi để mình test xem cái video này thế nào nha. Và chọn phần đăng. Rồi chọn xác nhận. Rồi ok. Sau khi mà chúng ta đăng xong á, các bạn chúng ta sẽ vào trong phần cửa hàng này. Và phần khóa này. Chúng ta sẽ xem cái video mình vừa làm. Rồi. Thì sau khi mà người xem họ xem cái video này xong thì họ sẽ bấm vào phần bình luận ha. Và trong phần bình luận này các bạn thấy là chúng ta có thêm cái link các sản phẩm này. Chọn vào phần xem sản phẩm. Thì nếu như họ mua ngay, họ bấm vào nút mua đó, thì chúng ta sẽ được hoa hồng chiết khấu từ cửa hàng này các bạn ha. Rồi ok, sau khi mà các bạn chúng ta bán được hàng ha, thì các bạn chúng ta muốn kiểm tra tiền của mình và rút tiền thì các bạn chúng ta sạc vào cho mình cái phần là hoa hồng nha. Hoa hồng ở đây. Đó, trong TikTok Shop. Rồi trong này nó sẽ thể hiện chúng ta số tiền mà chúng ta có thể rút được về các bạn ha. Hiện tại thì mình chưa bán đơn nào cho nên là mình đang không đồng. Đó. Và để mà rút tiền á, thì các bạn chúng ta sẽ chọn phần rút ở đây. Và theo như kinh nghiệm á, thì các bạn chúng ta nên rút về ZaloPay ha. ZaloPay thì nó sẽ nhận được tiền rất là nhanh chóng và nó uy tín. Ngoài ra thì các bạn có thể đọc thêm về quy tắc hoa hồng liên kết này. Đó, chúng ta sẽ hiểu được về cái chương trình affiliate này của TikTok là như thế nào nhé. Rồi trong các đơn hàng liên kết này thì bạn chúng ta cũng sẽ theo dõi được những cái đơn hàng mà chúng ta đã bán được, như đơn hàng nào chờ xử lý, đã giải quyết hay là những đơn hàng nào không đủ điều kiện trả lại ha. Chúng ta cũng sẽ theo dõi được ở trong này. Ok, như vậy là trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng mình đã chia sẻ đến cho các bạn về cái cách chúng ta làm tiếp thị liên kết với nền tảng TikTok mà không cần phải có 1.000 follower hay là không cần phải biết cách chỉnh sửa video quá chuyên nghiệp các bạn nhé. Rồi, nếu thích video này thì các bạn chúng ta đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube này của chúng mình. Đồng thời thì ở phía dưới video này chúng mình có để một đường link, đó sẽ là bộ công thức trị giá là $100 ha. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại chúng mình sẽ chia sẻ bộ công thức này hoàn toàn miễn phí. Các bạn chúng ta chỉ cần để lại thông tin về họ tên, email và nhấn vào nút đăng ký ngay ở khu vực này. Các bạn chúng ta sẽ được đồng hành cùng với hơn 10.000 người khác để nhận được những thông tin bổ ích mỗi ngày từ đội ngũ của chúng mình. Ok, cảm ơn các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi hết nội dung của video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.